chúng tôi sẽ đi dừng lại và mời lại cho tất cả quý vị quay lại bài đánh xung phong của các cô gái rất là vất vả nhưng vẫn là hồn nhiên để làm sao mở đường, đó là cái gì? Chúng ta đến với các khúc cô gái.